you're watching Fizzy's channel. Hey guys, welcome back to my channel. Today, just like the title, I'll be playing a game with my friend Nee. And I'm pretty excited for this game. Is what is it called? It's Past Within Us, if I'm not mistaken, and it's from Rusty Lake, which is a brand that I really loved since like middle school. I used to play their games on my like old and broken phone, and I'm really into their gameplay and like plot because they are always very uncanny, and I feel like they always have that spooky feeling into it. So it's like the perfect game to play on a night like this. If you're into something that I don't know, just hope that this video is somewhat entertaining for you. So yeah, let's get into the gameplay. Oh, thôi sao sao effect mẹ rồi, tôi sợ lắm. New game nhỉ? Welcome to Rusty Lake. Little Coops. Nào, bạn thích past hay future nào? Bạn thích là vintage hay futuristic? futuristic vậy? Yeah, that's the past. Ủa, tao là thằng bé con à? Do you trust the person in the past? No. Choose between the butterfly or the bee. Make sure the person in the past chooses the same. Bướm hay là ong? Ong bướm. Hmm? Tạm thế. Okay. Yes. I'm sure you are ready to start, but it's the... Yes. Let's make some memories. Sợ đấy. Gì nó viết cái gì ấy? Cubicle device 018F. Mày đang ở năm bao nhiêu đấy? Tao đang ở năm 1926. Ok. Tìm thấy một cái thư. Thôi bình tĩnh. Bên mày có in gì không? Đây không. Communicate the following information to the person in the past này. Mày có chỗ nào mà kiểu có 9 cái ô vuông không? Có, đang có một cái chỉ ô vuông mà bấm bấm được. Mày coi như là cái số điện thoại đi nhá. Ok. 234. Chờ chí. 234 á. Ừ. 234. 6. 6. 89. 89. Ok. Ô, tao mở cái này rồi. Ok. Eo ơi, tao future mà tao cũng vintage lắm. Ủa? Gì vậy? Ừ. Có con bướm hiện lên trên màn hình tao. Không, có một hộp diêm cũng rơi xuống trước mặt tao. Click to zoom in. Ôi, sợ thế nhỉ? Mày tự dưng mày nói sợ lắm, tao sợ. Không sợ lắm đâu. Ủa, bên mày có cái gì không? Chưa hẳn, chưa thấy. Tao vừa có một cái nút xong rồi mở được kiểu 4 cái ảnh. Tao phòng tao đang có 4 cái ảnh treo tường. Miêu tả đi bạn. Có một cái ảnh là hình một quả đen. Ok, ảnh đầu tiên đúng không? Quả okay, đen. Ôi dồi ôi, của tao ra bốn cái ký tự. Mà không hẳn là ký tự đâu, nó kiểu hình vẽ khá là kiểu abstract. Mày có chỗ nào cần không? Đúng rồi đấy, tao đang ở cái đoạn đấy. Ừ. Còn cái cuối cùng là hình tròn xong rồi chồng thẳng cái... Mê thẳng lên. Ừ. Tao lấy được đống than. Được phát đống than. À, đống than tao cho vào trong cái này đúng không? Tao đốt riêng lên. Oh, damn it.
Ô, Nhưng mà bên tao có con chuột chạy ra. Được phát, con chuột làm gì đây? Con chuột làm gì đây? Ô, con chuột tự nhiên chạy ý. Family access acquire communicate symbol sequence warning the room inside this device might suffer from overheating. Use three Ôi. sizes. Ô mẹ ơi, ta bị overheat. Ô mẹ ơi, Oh my god, oh my god. Panic, panic. Như nào nhở? Tao phải làm gì về cái đống này? lấy nước à? Tao có một cái pot. À, chẳng có phải là mấy cái thanh mà trông nó giống kiểu vạch 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 không? Ừ. Cuối lần lớp đầu tiên. Rồi rồi rồi. Tao bỏ pin rồi. Ở bên tao chẳng thay đổi gì. Activate ventilation system. Là cái gì? Hoảng loạn quá đi. Hoảng loạn quá đi. 17 phút 15. Ừ, tao thông khói cho mày rồi đấy. Yeah. Nhưng mà tao vẫn ở đây. Ê, mày có cái đồng hồ nào không? Tao thấy ở bên này có 17 giờ 15 hỏi chấm. Đây đây tao có cái đồng hồ. Communication time, unlock lens. Use three À đây. lens switches. Tao hình như tao sắp nhìn thấy mày. Vậy đây. Đợi tí đây tao xem thế nào. Nó bảo là phải unlock lens mà không hiểu lens gì. Thờ, phòng thờ. Có một cái phân tán. Ôi, tao không biết phải làm gì tiếp. Never mind. Tao đút được một cái chìa khóa vào một chỗ nhưng mà xong rồi chả gì xảy ra. Được quá. À rồi 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 rồi. À tao mở được lens rồi. Không sao nhỉ? Có ba cái hình xung quanh. Một cái hình thánh giá, một cái hình mũi tên, một cái hình anten. Ra cái thật giả Không. tao vừa tìm được mặt nạ rồi tao ngồi nhá đeo cái mặt nạ đấy lên nhá thì tự nhiên cái phòng nó biến thành kiểu tuyết 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 mùa đông đúng không? Hay là tao phải tự chỉnh? Thực ra nhé có một cái trông như kiểu cái hình con mắt đấy Ờ. xong rồi có cái mũi tên có cái hình chữ T với cái dấu chấm ấy Đúng rồi, đúng rồi. liên quan đến mày không? Có, là cái đấy đấy. Như Đây đây nào? nào. Cái chín là hiểu tên Năm, sáu, bảy, tám, chín. Ôi, ôi, đây là mày à? Ôi, sợ quá đi. cái con mặt trắng luôn Ừ. ở tao không? Tao đây làm gì tiếp? Mày có nhảy bổ mặt tao không? Sợ á? Tao nên được lên đâu? Tao nhìn được cái mắt của mày. Bây giờ tao nên ấn vào mặt mày à? Hay tao làm gì? Tao biết mày có linh tinh không? Ờ đúng rồi, mày nhìn gần lại thôi cũng không có gì lắm. Silly me. Ừ, lần gặp đầu tiên của chúng ta đấy. Sao quá gì? Please tell Xuống xuống lên. Lên xuống lên. me. Trời. Xuống, xuống, lên. Lên xuống lên. Lên, xuống, lên. Tao đã có cái floppy disk. Looking extraction program. Đừng có gì nhảy ra nhá. Ủa, máy nổ nơi, lổ. Sao tao cứ giật thoát thoát ra nhỉ? Tao đã có cái gì xảy ra đâu. Được rồi, tao đốt nốt cái này. Linh hồn đen đen sống đến tương lai Linh chờ hồn gì? đen tối của ông ấy sẽ sống tiếp đến tương lai đợi chờ cho một sự hồi sinh. Ủa thế tao là cái linh hồn đen tối đấy à? Số 2 nhá. Ok. The fuck? Tao lấy được một cái dao phẫu thuật. Lấy dao xong cắt thịt hay làm gì? À đúng rồi, đi cắt tay này hay nhỉ. Khiếp ghê đấy. Ờ chắc đi cắt tai đấy mẹ. Ai hỏi cắt mũi Cắt tai đi. Khiếp ghê đấy. lại cắt tay Violin X2Y132 X2Y. 132 Ơ chờ gì? X2Y Y 1 dài 3 2. Ơ sao lại có hai số 2? à hay là đi chữ Z để tao nhìn nhầm mày Ừ, nó nhá, nó là cái chỗ quan tài xong rồi có cái chỗ bàn với ghế đúng không? Nó chỉ vào cái bên cái gì đó bên cạnh cái bàn ghế đấy.
có một cái kiểu 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E. Từ từ mày ơi, lại có thêm một dòng code nữa. Wow. Z, Ơ nhầm nhầm nhầm. Chờ tí nhá, tao đang ngu học. X, ok. Đợi tí. X, Z, Y. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Ô nhạc. Cô tự yên nhạc điện tử vậy ạ. Hơi vai Vinh. 19h45 nhá. 10 giờ 45 mà mày nói gì nghe không hiểu gì ấy. Ơ sao nó bảo tao phải communicate the time với mày? 19. Em phải đi lại chuyện nữa rồi. Ô nhạc. Mày phải đặt đồng xu lên mắt cái thằng kia. Mắt thằng nào rồi? Mắt thằng chết rồi ấy. Tao tưởng trong phòng đấy chỉ có bốn thằng thôi. Ủa, sao cái gì? Ôi mày ơi, cái linh hồn bóng tối của ông ấy lòi ra khỏi con trai mẹ. Ôi, sao mày cái linh hồn bóng tối của ông ấy đang bám lên trên Bám lên trên tường á. cái... Đang bám lên trên cái ống khói. Ew, what the fuck? Bố con gặp nhau đấy. Ôi, lại gặp em yêu. Ôi, cái đít gì? Ôi, ông ấy đập vỡ cái len để tao nhìn thấy mày. Nhưng mà cái thằng trai kia mà linh hồn bóng Bố mày đấy. tối Bố mày. He's your father. rồi ta ấn rồi. 1, 2, 3. Không có ai đếm hộ mình. Ôi dồi ôi. Cái hộp đang kiểu thức tỉnh tâm linh. Ôi dồi ôi. Bây giờ là sang chapter 2, the future. Okay, and that is the end of our first chapter of Past Within Us. Please give a like and subscribe and tell me if you want to see part two. I have to be honest. We did finish the game after that, but I did not film it all the way up because I don't have enough space on my computer, but if you guys want, I can totally play this again on the B mode, which I found that they will have different solutions to the puzzles. Yeah, totally fine by me. And if you guys want, please leave a comment down below and I will film that ASAP. But yeah, hope you guys enjoy the video and until the next video.